Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về tuổi Quý Mão. Tại sao năm 2022 mà tiền vô ào ào đổi đời? Các bạn mà nhìn thấy mà những cái bài chia sẻ của tuổi Quý Mão thì các bạn cũng thấy rất là lạ. Ủa sao kỳ vậy? Sao mà hả, bài gì chia sẻ nào cũng nói là tuổi Quý Mão mà năm 2022 mà tiền vô ào ào vậy? Thì Tuyết Già xin chia sẻ thêm vào cái tuổi Quý Mão, tại vì cái tuổi này rất là lạ nha các bạn, cho nên Tuyết Già phải chia sẻ trước. Có những cái tuổi mà không dám chia sẻ là như thế này, có những cái tuổi mà nó vụ lợi cao quá cho nên cái cuộc đời nó bị thăng trầm. Rồi nhiều khi mình nói là người tham lam vụ lợi cao thì nhiều khi trong cái số đó thì các bạn sẽ giống như là buồn, tại vì nó cũng có những người mà người ta tốt trong những cái tuổi đó, hoặc là có người xấu. Nhưng mà đặc biệt cái tuổi Quý Mão này là cái sự cái người tốt rất là nhiều. Tức là cái tuổi nào cũng có cái người tốt, người xấu, và cái sự nghiệp nó cao và sự nghiệp thấp, người nghèo và người giàu. Mà đặc biệt cái tuổi Quý Mão này á, là nói chung là cái người tốt bụng nó rất là cao, cho nên Tiết Già mới chia sẻ. Trước tiên là Tiết Già chia sẻ tại sao tuổi Quý Mão mà năm 2022 mà tiền mà ào ào, là người tuổi Quý Mão là người trung cực. Người trung cực đa số họ không thích mà giống như cái chỗ mà đua chen bay nhảy, những cái chỗ mà đông người mà náo nhiệt hết. Họ cũng vẫn đi chơi bình thường nhưng mà họ không có đam mê. Họ cũng hòa đồng, họ vẫn đi chơi bình thường thôi, chứ không phải là họ không có thích hẳn. Nhưng mà cái mà sở thích của người tuổi Quý Mão á, thì á, là họ thích cái cảnh gì, cảnh chùa chiền thanh tịnh, thích cái chỗ mà giống như là nghiêm trang. Rồi họ thích nghiên cứu về cái vấn đề mà tâm linh, Phật Pháp, nghiên cứu về những cái nhân tướng học. Với cái người tuổi Quý Mão như vậy, người ta không có thích làm thầy đi nữa, người ta cũng thích nghiên cứu về cái nhân tướng học nữa. Người ta thích học những cái con đường mà giống như nó thanh tịnh nè, nó im ái, chứ người ta không có thích mà rộn ràng. Nhưng mà người tuổi Quý Mão người ta rất là vui tính, chứ không phải mà người ta nhìn mà lạnh lùng đâu nha các bạn. Các bạn mà nhìn người nào tuổi Quý Mão, các bạn không bao giờ đoán được cái tánh tình của người đó, trừ những người mà giống như là học qua cái nhân tướng học thì mới biết được cái người tuổi Quý Mão như thế nào thôi. Họ cũng giống như mình vậy nè, họ hòa đồng bình thường vậy nè, rồi họ vui vẻ bình thường vậy đó, rồi làm sao mà biết người ta khó tính, người ta dễ tính, tánh tình người ta như thế nào. Từ bề ngoài của người tuổi Quý Mão á, thì họ rất là mềm mại, ngọt ngào. Họ giống như là cái gì họ cũng dết dết, ok, vân vân, dạ dạ. Họ ít có khi nào mà giống như là họ cãi cọ lại, họ làm những cái chuyện mà sôi nổi, giận dữ. Nhưng mà thực chất ra, nói cho các bạn biết rằng, bên trong của người phụ nữ là một cái người mà rất là vĩ đại, hùng mạnh. Mà cái người mà giống như cứng rắn, không có ai mà làm được giống như là mềm lòng cái người tuổi Quý Mão, nhất là những anh nào hoặc chị nào mà khi đeo đuổi một người tuổi Quý Mão coi bộ hơi mệt đó. Nó Tiết Già nói thẳng luôn, tự vì cái người này họ rất là khó tính, mà cái sự khó tính họ ngọt ngào dữ lắm luôn. Họ làm cho đối phương giống như đi theo họ hoài, mà họ cũng như là họ không bao giờ mà cũng như là cua được cái người tuổi Mão mà làm cho đối phương không có buồn mà không chán nản. Cái người tuổi Quý Mão nó rất là độc cái chỗ này nè các bạn. Đó là Tiết Già chia sẻ tính cách trước, và Tiết Già sẽ chia sẻ tại sao mà tiền vô ào ào nha. Đó ha, là cái lý do này nữa, là cái người tuổi Quý Mão là chỉ mềm lòng trừ khi là giống như xúc động, là nhìn thấy người già nè, người bệnh tật nè, người nghèo, người khổ, là tự nhiên cái người tuổi Quý Mão này nước mắt tự nhiên đâu mà nó rơi hai hàng, nó chan chứa tình thương liền, nó mềm nhũng như trái chuối vậy. Nhưng mà khi gặp lại một cái tình yêu hay cái gì đó mà cua tường người tuổi Quý Mão là bắt đầu cái sự cứng cỏi nó trỗi dậy luôn đó. Tiết Già chia sẻ rất là lạ lùng đó, Tiết Già nghiên cứu rất là nhiều tuổi, cho nên Tiết Già chia sẻ rất là chính xác luôn đó. Tại vì họ tại sao mà họ được giàu về cái năm 2022, tức là người tuổi Quý Mão, nói chung là người tuổi Mão luôn,
mà họ không có vụ lợi và họ không có danh vọng cao sang. Tại vì họ thấy cảm thấy giống như là họ làm vừa đủ là được rồi, họ không có dám mà giống như là hả làm cái gì mà cũng như là bất chấp á, là người tuổi Quý Mão họ không bao giờ dám làm bất chấp. Tại vì cái công việc mà khi bất chấp á, nó có những cái sự mà rủi ro, những cái sự mà hậu quả rất là cao, thì người tuổi Quý Mão người ta cẩn thận, người ta không có thích những cái cảnh tù tội, những cái cảnh tan thương nát thịt, những cái cảnh đau đớn, người ta rất là tránh cái chỗ đó. Cho nên nó ít nhiều á, thì cái người mà tuổi Quý Mão và cái tuổi Mão luôn, thì người ta ít có khi nào cứ mà người ta hả gặp những cái nghiệp chướng, những cái tai ương, tại vì người ta tránh, người ta không có vụ lợi cao sang, người ta không có hốt của ai, người ta không có tham lam, thì cái lực nhân quả người ta hả một phần người ta đã tránh ngay cái kiếp này rồi, thì tránh tránh ngay cái kiếp này thì từ từ người ta sanh phước, đúng không các bạn? Mà người tuổi Quý Mão là nói thêm cái tính cách như thế này, khi họ khổ đau á là họ từ tìm cách vươn lên, chứ họ không bao giờ mà họ giống như trả thù người đó hay là chửi mắng người đó hay gì hết. Khi một người nào khinh khi một tuổi Quý Mão hoặc là một tuổi Mão thì họ không có thèm nói gì hết. Rồi một thời gian á, tự nhiên á là mình thấy cái người tuổi Quý Mão họ tự vươn lên hả, rất là lạ lùng. Họ đi học giống như là tiếng Anh nè, họ đi học nghề nè, họ âm thầm họ đi học những cái hả sự nghiệp tương lai là họ tự họ vươn lên, chứ họ không bao giờ mà họ hả cũng như là buồn hận đối phương gì hết. Nhưng mà họ muốn làm để cho đối phương nhìn thấy rằng họ là thành công, để cho đối phương tự nhiên mà hận thù họ, mà khinh khi họ là đối phương tự hả mắc cỡ, tự ngại ngùng thôi. Cái người tuổi Quý Mão nó rất là lạ lùng, mà nó cũng không bao giờ mà trả thù, giống như khi mà người tuổi Quý Mão mà làm lên sự nghiệp là không có bao giờ khoe khoang, không có khoe khoang nha các bạn, rất là âm thầm, rất là lặng lẽ luôn. Cho nên á, khi mà người tuổi Quý Mão mà đã cũng như cái sự nghiệp mà lên mà đỉnh cao rồi á, là các bạn biết không, là giống như người ta sống giống như là thiên đường, sống nhẹ nhàng lắm, sống giống như là hạnh phúc lắm. Về công việc sự nghiệp họ không bao giờ mà họ liều lĩnh mà hả họ làm cũng như làm ngang làm càng để mất cái tương lai sự nghiệp hết á đó. Rồi về cái tình cảm của người tuổi Quý Mão cũng vậy, họ hả có những cái tình cảm sâu lắng trong cái cuộc đời của họ, nhiều khi á, họ sống độc thân mà họ vẫn hạnh phúc, đúng không các bạn? Các bạn nào có tuổi Quý Mão là chắc chắn 100%. Bởi vì sao? Họ có những cái tình yêu rất là đẹp thời học sinh, thời còn trẻ, họ có những cái tình yêu mà gọi là giống như sâu lắng, mà những hả chôn giấu trong một cái tình cảm mà hả họ quá đẹp đi, cho nên họ cảm thấy giống bây giờ họ không có còn cần nữa, mà không có ai bằng hết. Nói khi họ lập gia đình rồi, họ cũng có một cái trách nhiệm làm vợ, làm chồng. Dù đàn ông tuổi Quý Mão cũng vậy nữa, họ có một cái trách nhiệm rất là cao, chứ không phải là họ giống như là họ không có thương vợ, thương con, hoặc là họ không thương vợ, thương chồng. Cái đó không có nha các bạn. Cho nên ai mà lấy chồng, lấy vợ tuổi Quý Mão thì hả cũng được một phần về hạnh phúc. Nhưng mà xin nói thêm với các bạn rằng không bao giờ mà hết 100% đâu, cũng như là sẽ 80% thôi. Đó, cái này là mình nói về cái sự nó đạt cái đỉnh cao 80% trong một cái tuổi thôi nha các bạn, chứ không có trọn hết. Và tại sao còn 20% được nữa, 20% sao mà người ta không có được trọn vẹn hạnh phúc như cái tuổi Quý Mão, mà người ta cùng cũng là tuổi Quý Mão, cũng là tuổi con mèo với nhau, mà tại sao người kia khổ đau, người này hả giống như hạnh phúc? Là Tiết Già xin chia sẻ thêm như thế này nè, nếu bạn nào tuổi Mão và tuổi Quý Mão thì các bạn hãy ráng tu nhân tích đức thêm một chút nữa, là các bạn còn yếu về cái phần tâm linh, thì các bạn hả bồi bổ theo cái phần tâm linh nữa, thì các bạn sanh phước theo kịp, để cho những cái tuổi Quý Mão sắp tới đây, các bạn biết không, tiền mà vô ào ào luôn, mà đổi đời một cách bất ngờ. Tại vì thường thường tuổi Quý Mão á, họ giống như họ mềm mại, họ nhẹ nhàng, họ làm ăn một cách bình thường, đôi khi họ nghèo triền miên mà hả giống như họ cúi đầu, họ chịu như là e thẹn vậy đó, họ cũng không có giống như hận đời gì hết. Cho nên họ cố gắng thì càng ngày càng cố gắng, đến một cái lúc mà đúng cái tuổi, đúng cái năm rồi là họ sanh phước. Khi mà sanh phước rồi hả, tiền giống như là hả bất ngờ, là cái lý do đó đó các bạn. Cho nên hả Tiết Già hả nhìn thấy cũng như là tất cả những cái bài chia sẻ mà tuổi Quý Mão mà giàu sang phú quý năm tới này, Tiết Già thấy cũng rất là đáng mừng, và nói chung tuổi Mão luôn
đó, thì họ là người gì? Họ là người cứng cỏi mọi việc mọi nơi luôn, mà họ rất là anh hùng, nhưng mà không bao giờ mà các bạn nhìn thấy cái tuổi Quý Mão mà họ kênh đời hết. Họ nói chuyện dạ thưa nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhưng các bạn đụng vô các bạn biết liền, họ không bao giờ họ sợ một cái gì nha. Tuổi Quý Mão nó cứng đến mức độ như vậy á. Khi mà ha mình lấy vợ lấy chồng tuổi Quý Mão là mình đừng có hù nha, hù dọa là không có được, nó không có sợ đâu á. Tiết già chia sẻ luôn, tại vì Tiết già đã học quá nhiều trong những các tuổi rồi, mà từ từ Tiết già sẽ chọn ra những cái tuổi nào mà nó tốt thì Tiết già mới dám chia sẻ. Còn cái tuổi xấu á, mình chia sẻ ra nhiều khi á, nó cũng không có được mà gọi là may mắn đến cho các bạn, đúng không? Thì để Tiết già chia sẻ trước những cái tuổi tốt đẹp trước cái năm 2022 này đó, coi như tuổi Mão á, là họ không được thông minh lắm. Tại vì sao? Họ không bao giờ họ suy nghĩ mà hơn người hết, mà lấy gì họ có thông minh, lúc nào cũng nói thôi được rồi, thôi ok, thôi nhiêu đi cũng đủ rồi, lúc nào cũng vậy. Dù có dù mà cho họ giống như tiền ít một chút ha, công việc làm ít một chút gì đó, họ cũng cam tâm mà chịu đựng. Nhưng mà tuổi Quý Mão nói thẳng với các bạn, dù không thông minh bằng những tuổi khác nhưng mà họ cực kỳ nhạy bén luôn đó. Họ nhạy bén coi như là trong công việc họ nhanh nhẹn mà đến mức độ mà còn hơn cái người thông minh luôn. Họ giống như là khi mà họ đã học một cái ngành nghề gì rồi thì họ cộng cái sự nhạy bén được, thì coi như cái người thông minh sẽ đi xa, coi như là họ sẽ đi lấn lướt trên cái người cái hơn cái người thông minh. Người thông minh không có bằng họ là cái lý do đó đó các bạn. Cho nên nhiều khi các bạn nói rằng là tuổi Quý Mão rất là thông minh nhưng mà không có thông minh bằng những cái tuổi khác, tự vì họ không toan tính cái sự thông minh của họ, họ dành lại về cái con đường đạo đức, chứ không phải là họ khờ khạo mà họ ngu dại đâu. Là cái sự thông minh họ giống như họ khép kín vô để họ dành cái con đường đạo đức của họ, họ mở rộng cũng như là cái chiều sâu của tâm linh, chứ họ không có bao giờ mà chịu vụ lợi và tham lam. Cho nên hay nhìn thấy giống như họ không thông minh, thực chất ra là cái tầm văn minh của họ coi như là họ đi rất là xa luôn đó. Cho nên mà cái sự nhạy bén cộng lại cho nên họ bắt kịp được cái thời mà cơ đúng lúc đúng nơi. Cho nên 2022 này phải nói là con mèo mà tiền mà đến nỗi mà không bất ngờ luôn đó các bạn. Nói Tiết già coi như nghiên cứu và chia sẻ để xin chúc mừng cho tất cả những tuổi Quý Mão và tuổi Mão, ai cũng được cái sự mà sanh phước hết. Rồi Tiết già sẽ nghiên cứu tiếp tục những cái tuổi nào mà sẽ sanh phước là Tiết già chia sẻ trước nha các bạn. Chứ còn những cái tuổi nào mà nếu như mình cảm thấy như mình tuổi mà cũng như là xấu chưa có được sanh phước thì Tiết già cũng xin chia sẻ thêm như thế này. Các bạn cứ sống như cái tuổi Quý Mão mà và cái tuổi Mão mà Tiết già chia sẻ như ngày hôm nay, mình sống hiền lành nè, mình không có liều lĩnh nè, mình không có ngang bướng, mình không có nghĩ lúc nào cũng hơn người hơn hơn bạn hết, thì tự nhiên cái phước mình nó sanh. Dù mình không phải là tuổi Mão đi nữa mà mình sống theo cái tính cách của người tuổi Quý Mão thì mình cũng được sanh phước trong cái năm 2022 này, mình cũng bằng chị bằng anh nha các bạn. Tiết già chia sẻ video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.